Rồi. Thì Amazon nó hoạt động như thế nào? Đầu tiên mình vào trang Amazon này. Khách hàng khi mà lên trang Amazon mua hàng thì người ta thường làm gì? Có ai biết không? Xem từ khóa. Bây giờ anh em mình mua hàng, em mình muốn mua hàng online thì quy trình làm như thế nào? Giả sử mình mua hàng Việt Nam đi. Mình tìm danh mục ở đâu? Bây giờ nhá, anh mà mua hàng Việt Nam anh sẽ vào Google này. Ví dụ là mua áo sơ mi nam ở Hà Nội. Đấy, thì cái hành vi của mình là vào đây tìm kiếm và chọn những cái thằng bán áo sơ mi nam để mình nhấp vào mình xem, đúng không? Thì thằng Amazon tương tự như vậy. Thằng Amazon là người dùng tìm kiếm vào, người ta search, cũng search từ khóa mà người ta cần tìm. Anh biết mỗi tiếng Anh từ này nên chỉ biết viết mỗi từ này thôi. Thì ra sản phẩm họ muốn nhìn, muốn tìm, đúng không? Nhưng mà hai cái này nó khác nhau ở chỗ nào? Ở đây này, ở trên Google này, người ta có thể lên người ta mua hàng hoặc có thể lên người ta tìm hiểu thông tin. Nhưng mà thằng Amazon này, khách đã lên đây tìm ấy, là nó có nhu cầu mua hàng, cho nên tỷ lệ chuyển đổi nó cực kỳ cao, trên 80%. Còn ở đây tỷ lệ chuyển đổi nó chỉ tầm 20% thôi. Tỷ lệ chuyển đổi thành mua hàng 20%, đấy là sự khác biệt của nó. Vậy thì Amazon nó quá là tiềm năng. Đấy, cách thức hoạt động của Amazon. Thì bây giờ muốn kiếm tiền trên Amazon thì cách thức kiếm tiền là như nào? Có ai biết không? Ai đọc tài liệu rồi? Có mấy cách thức kiếm tiền trên Amazon? Thông thường là có hai cách. Một. Một là AdSense. Hai là Private. Private là tức là mình Private. Vâng, Private. Private thì mình tựa như là mình có một cái sản phẩm có bản quyền. Ừ. Còn AdSense là mình tức là mình mượn một thông tin từ một sản phẩm khác. Chính xác. Cũng bắt đầu hiểu rồi, mặc dù chưa làm bao giờ cũng hiểu ý hơi đúng rồi. Thì nó có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là mình vận chuyển hàng hóa sang kho của Amazon, mình phải bỏ tiền ra mình nhập hàng và mình làm marketing để làm sao đấy tiếp cận được sản phẩm đấy đến khách hàng để mình bán. Cái hình thức thứ hai là mình không phải bỏ tiền ra nhập hàng đem sang kho của Amazon. Dạ. Mà mình tự ship hàng, tự order hàng cho khách, tức là hình thức thứ hai là mình lên cái chợ thương mại điện tử giá rẻ. Mình mang sản phẩm lên trang chợ thương mại điện tử giá cao hơn để mình ăn chênh lệch. Còn phần ship hàng thì thằng cung cấp hàng cho mình trên chợ thương mại điện tử giá rẻ nó sẽ ship hàng cho mình. Đấy, thì anh em mình mới đầu phải đánh vào cái này trước. Bây giờ chứ anh em mình mà đánh vào hàng mà nhập hàng sang kho của Amazon là chết sặc tiết đấy. Không, vì chưa đủ kinh nghiệm. Vậy bây giờ mình muốn đủ kinh nghiệm thì mình phải làm cái này trước để tiếp cận Amazon là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để mình biết được những sản phẩm nào có thể bán được trên Amazon, độ cạnh tranh nó như thế nào. Đấy, thì mình hiểu cái vấn đề đấy. Khi mà mình đầy đủ các kiến thức đấy rồi thì mình mới bắt đầu mình làm cao cấp hơn, là mình nhập hàng sang kho của Amazon. Đấy, mọi người hiểu đúng chưa? Đây là lý do tại sao mọi người nên làm drop trước. Còn ở trên mạng thì hoặc ở trên các group thì người ta cứ chém gió thôi, cứ nói là đừng làm cái này, nó sẽ như bị như này kia mà nhảy vào luôn cái này. Nhưng mà thử hỏi xem các ông trên mạng có ông nào dám khoe doanh số không, như học viên của anh không, chưa một nhóm nào thấy ông nào dám khoe doanh số cả ở nhóm ở Việt Nam. Và những điều cần tránh khi tham gia bán hàng trên Amazon, cái này thì mình sẽ thường là mình sẽ tránh những cái sản phẩm mà nó có thương hiệu bản quyền, brand trademark,
và những sản phẩm đấy thì sẽ nói sâu hơn vào bài sau. Rồi bây giờ đi nói chi tiết về cái hình thức bán hàng, hai hình thức bán hàng trên Amazon. Như vừa nói là có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là mình ký gửi hàng hóa vào kho của Amazon. Hình thức thứ hai là không ký gửi vào kho của Amazon mà mình tự đi ship hàng, lo tất cả các khâu từ A đến Z. Được chưa? Đầu tiên là vào cái hình thức thứ nhất, ký gửi hàng hóa vào kho của Amazon thì nó gọi là gì? Nó gọi là, gọi tắt là FBA, viết tắt của Fulfilled by Amazon, có nghĩa là được hoàn thành bởi Amazon. Tức là khi khách hàng đặt hàng thì Amazon sẽ là người hoàn thành vận chuyển, giao hàng, thu tiền các thứ cho khách hàng, mình không phải làm gì cả. Mình chỉ có nhiệm vụ là nhập hàng, đặt nhà sản xuất, dán logo thương hiệu của mình vào và đem ra kho của Amazon và làm marketing nó. Thì cái hình thức FBA này thì nó lại là chia làm hai dạng. Cái dạng thứ nhất là FBA Private, viết tắt là FBA PL. Nó viết tắt của từ Fulfilled by Amazon Private Label. Là gì? Tức là sản phẩm này mang thương hiệu của mình đưa lên Amazon, nó gọi là Private Label, là thương hiệu của mình. Còn cái hình thức thứ hai của FBA ấy là FBA Reseller. Reseller là gì? Bán lại đúng không? Đấy. Thế vậy thì mọi người sẽ hiểu được là FBA Reseller là Fulfillment by Amazon, vẫn hoàn thành bởi Amazon, nhưng mà sản phẩm đấy không phải là sản phẩm của mình. Mình bán lại sản phẩm của người khác đã có sẵn trên Amazon rồi. Đấy. Thì cái hình thức đấy ở ngoài bọn nó cứ gọi là hijack, nhưng mà hijack thì lại không phải hijack, đây là chặn cướp. Cái định nghĩa đấy nó hơi sai lệch tí, thì nó điều hướng anh em khỏi làm này mà. Anh ơi, thế cái trường hợp này thì là khách mà nó mua hàng của mình, thế mình lại sang cái kho của bọn kia để mua hàng. Bọn kia là bọn nào? Cái bọn mà chủ sản phẩm này á? Chủ sản phẩm này nó làm gì có kho đâu em, nó cũng lấy hàng từ ấy sang mà. À, từ đấy là sang store của bên chủ sản phẩm đấy. Không, không phải. Mình vẫn là lấy nguồn riêng của mình. Thằng sản phẩm đấy, bởi vì ở trên Amazon có rất nhiều sản phẩm mà thằng chủ sản phẩm đấy nó không bán nữa. Nó gọi tắt chủ sản phẩm, gọi tắt là chủ Asin. Chủ Asin đấy nó không bán nữa. Thì Asin là gì thì nói sau. Đấy, thì rất nhiều thằng nó vào nó bán lại, thì anh em mình cũng có quyền vào bán lại thôi. Còn những sản phẩm nào mà có chủ Asin ý, mà nó đăng ký brand trước mắt các thứ rồi, thì mình không nên bán nữa. Bởi vì phải là mình, thế mình là chủ cái sản phẩm đấy mà có thằng khác nhà nó bán mình khó chịu. Như thế dẫn đến, nó hay dẫn đến đánh nhau, rồi hay chết tài khoản. Đây là lý do tại sao mọi người suốt ngày kêu bị dọa này đâu. Nếu bị dọa thì cũng có thể là thằng chủ sản phẩm đấy nó không bán nữa, nhưng mà cái thằng bán cùng mình nó cũng dọa mình, nhiều khi là như thế. Thì mình phải nắm được những cái đấy, thằng đấy có phải là chủ của sản phẩm đấy không, để mình xử lý. Đấy thì cái phần thứ hai, cái hình thức, cái cách thức bán hàng thứ hai là nó gọi là drop shipping, tức là mình tự lo, mình tự ship hàng và lo tất cả các khâu từ A đến Z ấy, thì nó gọi là drop shipping. Ai đã nghe đến cái khái niệm này chưa, drop shipping chưa? Drop shipping thì nó có giống hệt FBA thôi. Drop shipping FBA nó chia làm hai dạng, thì drop shipping nó cũng chia làm hai dạng tương tự như vậy. Drop shipping thì cũng có drop shipping, drop ship PL và drop reseller, cũng là bán lại hoặc là mình tự đưa sản phẩm của mình là chính chủ. Nhưng mà nó khác, hai cái FBA và drop ship này nó khác nhau ở chỗ nào? Drop ship chính là trung gian, hình thức trung gian gọi là đi chợ hộ đúng không? Ừ. Rồi tiếp FBA là mình có một thương hiệu, mình tự marketing từ đầu cuối. Ừ. Từ cái khâu chọn hàng, nguồn hàng, cho đến kho, cho đến tức là Amazon thì thay thế thì khoảng là ship. Phần đằng sau đúng không? Phần lưu kho thì Amazon lo. Thì đây mình anh giải thích lại cái chỗ này một tí. Nó khác nhau, hai cái FBA và dropship nó khác nhau ở chỗ
là FBA thì mình không phải ship hàng, còn dropship là mình phải order hàng, ship hàng cho khách. Nó khác nhau mỗi chỗ đấy thôi, còn đâu thì các hình thức đằng sau đấy giống hệt nhau, không khác nhau một tí nào, được chưa? Thì trong suốt quá trình học thì mình nói đến dropshipping thôi, còn cái phần FBA thì sau này sẽ tạo một cái bộ video để hướng dẫn cho mọi người sau. Còn khi nào mà người nào đủ tự tin làm FBA rồi thì cứ sang gặp gặp anh nhá. Khi có người mua hàng, bây giờ mình học cái này, chốt lại là cái dropshipping là gì. Bây giờ mình chỉ nói đến dropshipping thôi nhá. Là khi có người mua hàng trong gian hàng của mình trên Amazon thì mình quay lại trang nguồn để mua hàng giá rẻ đem lên Amazon bán với giá đắt và cao hơn, thế mình anh ăn phần trăm chênh lệch. Ví dụ mà trên Ali nguồn hàng thì mình sẽ lấy hàng trên này, trên trang Ali. Ali là một trang của Jack Ma, nói với Alibaba. Alibaba là trang bán buôn, còn thằng Ali này là trang bán lẻ. Giả sử cái sản phẩm này mua trên Ali nó là 7 đô thì mình đem lên Amazon mình bán, thường ấy, những cái giá mình nhập 7 đô anh toàn bán lên thành 15 đô, gấp đôi lên. Đấy. Còn có những sản phẩm anh nhập vào có 4 đô mà có thể bán lên tận 50, 60 đô, 70 đô luôn thì mình siêu lợi nhuận. Còn có những sản phẩm anh lãi được hơn 100 đô một đơn hàng. Đấy. Trên Amazon giá cao lắm. Thực ra ấy, trên Amazon ấy thằng giá thấp chưa chắc là bán được hàng đâu. Nên là thằng giá thấp mình kệ nó, mình không quan tâm. Mình cứ bán làm sao cho mình có lãi là được. Đấy, thế xong mình đem cái sản phẩm này lên đây bán. Thế thôi, xong mình ăn chỗ này. Trang Taobao nó là một trang bán buôn. Ví dụ khách hàng đặt một đơn hàng thì làm sao mình đặt trên Taobao được, đúng không? Được thôi. Taobao là trang bán lẻ ở trong Trung Quốc thôi. Nó không ra ngoài, còn 1688 là trang bán buôn, đúng không? Nếu mà ai biết tiếng Trung ấy, có thể làm việc với shop bên 1688 cũng được. Thì 1688 trang bán buôn thì nó cực kỳ rẻ. Sản phẩm y như nhau. Đấy. FBA thì anh lấy trên 1688. Đấy, nhưng mà phải biết tiếng Trung thôi, vì phí web toàn tiếng Trung thôi. Tốt nhất là mình không ôm hết, mình phải chia sẻ cho người khác làm, hoặc là mình thuê người biết tiếng về làm. Tức là mình sẽ lấy cái hình ảnh hàng hóa trước đúng không? Mình đưa chính xác, đưa lên Amazon. Sau đó mình chờ cái người order thì mình đúng rồi, mình quay lại kêu mình lấy, chính xác. Thế mức độ uy tín của thằng 1688 đúng rồi. Với lại thằng Ari thằng nào cao hơn? Cái này ấy, mức độ uy tín nó không phụ thuộc vào thằng nào cao hơn, mà nó phụ thuộc vào người bán. Người bán có uy tín hay không? Anh em hay chết tài khoản vì cái vụ mà gặp phải thằng supplier là nhà cung cấp hàng ở trên các trang nguồn. Nó sẽ cung cấp cho mình hàng đểu, hàng giả, hàng nhái rồi không đúng như mô tả các thứ thì mình chết, ship chậm thì mình cũng chết. Những cái thằng đấy mà mình mà report hắn thì hắn cũng chết trên kia chứ. Report nó thì nó cũng chưa chắc là chết đâu, vì trên Amazon nó mới gắt vậy, còn trên mấy trang kia nó không gắt như vậy đâu. Thì đấy là lý do tại sao anh em bỏ hết vì chết tài khoản. Nhưng mà trong khoa học này em sẽ giải quyết được hết cái vấn đề đấy. Chẳng qua là bọn nó không biết thôi. Cái gì bọn nó cũng bảo sắp bão hòa rồi. Facebook cũng bảo bão hòa, Google cũng bảo bão hòa. Nhưng mà thực tế là những ông bão hòa là những ông bỏ cuộc. Thế cớ sao vẫn nhiều người làm được? YouTube cũng bảo bão hòa, vậy cớ sao vẫn nhiều người kiếm được nhiều tiền từ YouTube? Cớ sao những nhiều người kiếm được nhiều tiền từ Facebook? Điển hình như Google chúng nó bảo bão hòa, nhưng mà em làm Google 3 năm nay em chẳng thấy bão hòa gì đâu. Cái quan trọng là mình thôi. Nó bao giờ nó thay đổi chính sách là mình không quản kiểm soát được.
Nhưng mà nó tất cả các chính sách của nó thay đổi cũng là để giúp tốt cho mình thôi. Nó công bằng cho mọi người thôi. Cho nên là mình phải nó càng làm chặt mình thì càng thích. Đó. Cái ưu điểm của dropshipping này ấy, là tiền lãi cao, như vừa rồi em vừa nói ấy, tiền lãi cao này, dễ làm, không cần biết làm SEO. SEO ở đây mọi người biết SEO là gì không? SEO là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google ấy, SEO Google ấy. Không cần biết chạy quảng cáo Google AdWords. Ngoại ngữ không cần biết, như em là không biết một tí gì về ngoại ngữ. IT thì hồi đầu thì cũng chỉ biết mở máy thôi và lên mạng lướt web vớ vẩn thôi, không biết gì nhiều. Với cái thứ tư, ưu điểm thứ tư là không cần bỏ vốn ban đầu. Chỉ khi nào mà khách nó đặt của mình thì nó bắt buộc nó trả tiền cho mình trước rồi, thì thằng Amazon giữ tiền của mình, thì lúc đấy mình mới bỏ tiền túi của mình ra, mình mua hàng ship đến cho khách. Khách nhận được hàng thì Amazon mới trả tiền cho mình đấy. Amazon thằng đứng giữa thì không cần bỏ vốn ban đầu. Hoặc là mọi người muốn không cần bỏ vốn không? Thậm chí không cần bỏ vốn ban đầu luôn. Vốn để mua hàng. Như mình có thể lập cái tài khoản mà credit card. Hỏi em Lệ. Ngân hàng mà có cái thẻ ghi nợ đúng không? Thẻ ghi nợ. Anh em làm công ty sẽ có cái bảng lương. Chắc cái thẻ ghi nợ nó sẽ vay được tầm 40 triệu trong vòng 45 ngày trả đúng không? Đấy, mà trong khi đó Amazon nó chỉ có 15 ngày nó trả thôi. Mình xoay vòng vốn rất nhanh. Đây, nếu mà gọi theo đa cấp nó bảo là kinh doanh cái gì từ con số 0 ấy. Đúng không? Mình có mất đồng nào đâu, đâu có mất đồng nào. Nhưng mà lại trên đấy cao không ạ? Lại lại kiểu đấy có cao không? Trong vòng 45 ngày anh đáo thì không mất. Đúng rồi, không mất, anh đáo mà. Có 15 ngày, đúng ngày đáo thì Amazon nó 15 ngày xoay vòng vốn thôi. Bây về mùng 5 thanh toán. Đấy. Ví dụ như anh dùng vào ngày mùng 5 tháng trước thì 20 sau tên mùng 5 mới phải thanh toán thì anh được 30 ngày. Đấy. Tùy vào ngày, nói chung là tối đa là 45 ngày. Tùy vào ngày mà anh sử dụng nữa. Thế thì vậy thì cái ưu điểm thứ 5 là nó xoay vòng vốn nhanh. 14 ngày. Ok. Vậy thì cái ưu điểm thì cũng có cái nhược điểm. Nhược điểm rất nhiều. Nhưng mà những cái nhược điểm đấy ấy, mình phải giải quyết được thì mình mới lên làm môn này. Lý do các anh em ngoài kia không làm được là không giải quyết được cái nhược điểm đấy. Cái nhược điểm thứ nhất là mình không sờ nắm được sản phẩm, nên mình không biết chất lượng vào thế nào đúng không? Thế thì nhỡ thằng sắp nó cung cấp hàng giả, hàng nhái, hàng mất dạy thì mình chết. Nhớ có một đợt có một đứa nó mua cái áo nhìn trên ảnh rõ đẹp, đến lúc ship đến nó thành một cái rẻ. Nhìn buồn cười, nhìn nó comment feedback là nó chụp cái rẻ lên, mình nhìn mình buồn cười. Đấy, thì cái nhược điểm đấy là nhược điểm thứ nhất. Nhược điểm thứ hai là khách trả lại hàng thì mình sẽ mất tiền. À, giải quyết cái nhược điểm thứ nhất đấy nhá. Không sờ nắm sản phẩm nên mình không kiểm chứng được chất lượng. Nhưng mà trong khoa học, đến cái bài mà tìm kiếm supplier ấy, thì em sẽ dạy mọi người là tìm thằng sắp nào uy tín, chất lượng, giảm thiểu 90% của nó là hàng ok. Còn 10% đâu đó thì là do bên vận chuyển nó có thể bị thất lạc các thứ rồi, không sao. Đấy. Thì nếu mà thất lạc thì khách không nhận tiền thì thằng sắp của mình nó cũng phải trả lại tiền mình thôi. Nên là cũng không mất tiền. Đấy thì là cái vấn đề đấy sẽ đã được giải quyết nhá. Cái nhược điểm thứ nhất là giải quyết trong bài sau. Còn cái nhược điểm thứ hai, khách hàng trả lại hàng thì mất tiền ấy. Thì những trường hợp khách hàng trả lại hàng này, thứ nhất là hàng không đúng như mô tả thì mình giải quyết được khâu thứ nhất rồi. Thứ hai là hàng bị thất lạc ở bên vận chuyển thì mình cũng giải quyết được rồi. Đấy. Còn cái thứ ba là tự dưng khách nó không thích nữa thì nó đã trả lại thì mình cũng mất tiền. Nhưng mà cái khách Tây thì nó không giống người Việt mình nhá. Tây nó không muốn người Việt đâu. Có một lần anh ship hàng cho khách, nó hơi bị méo cái hộp một tí. Khách nó phàn nàn. Comment lại luôn. Anh refund luôn, hoàn tiền 100% và tặng sản phẩm luôn.
Xong khách Tây nó áy náy, nó bảo là tôi vẫn muốn dùng sản phẩm này và tôi muốn trả tiền cho bạn thì phải làm cách nào? Thế anh gửi số tài khoản cho nó chuyển lại. Đấy. Thì khách Tây nó lịch sự lắm, tức là nó mà đã dùng cái gì của ai rồi ấy, nó phải trả công cho người đấy thì tâm lý thì trong người nó mới thoải mái, nó sống vui vẻ được. Chứ nó không như Việt Nam nhá. Đừng áp dụng bất kỳ cái tư duy gì ở Việt Nam mà sang nước ngoài bán. Mình sang nước ngoài bán thì sang Mỹ bán thì mình phải tìm hiểu cái tư duy của bọn Mỹ xem nó như nào nhá. Nó hoàn toàn khác mình đấy. Bây giờ để muốn thành công khi bán hàng bên Mỹ ấy, thì mình ở Việt Nam mình suy nghĩ A thì bên Mỹ mình làm ngược lại. Mình làm ngược lại tất cả những gì ở Việt Nam suy nghĩ thì mình sẽ thành công. Nhá. đi Mỹ tháng 10 này bọn anh đi này. Sang đấy chuyến cho nó trải nghiệm xem là cảm nhận được người dân bên này thế nào. Sau đơn đấy thì khách có đánh giá gì không? Hả? Sau đơn đấy thì khách có đánh giá gì không? Sau đơn đấy á? Đơn là trả lại tiền á? Thì mình xin lỗi rồi, nếu mà khách lịch sự thì nó trả đánh giá, nó cũng trả lại đâu. Nó không chơi xấu mình. Còn cái trường hợp nữa, khách trả lại hàng là cái trường hợp mà đối thủ của mình nó chơi xấu mình. Đấy, nếu là chơi xấu chuyên nghiệp thì mình chịu, còn nó chơi xấu không chuyên nghiệp thì mình vẫn gỡ được. Đấy. Thì bây giờ là cái vấn đề này ấy, phải giải quyết bằng cách nào là mình không gây thù chủ quán với ai, không gây thù với ai thì sẽ không bị đánh, thế thôi. Cũng như bây giờ bọn đầu gấu đi đầy ngoài đường ấy, cứ thích đến nhở nhơ trước mặt nó, thì nó nhìn gương mắt thì nó đánh. Thì mình cứ nhìn thì chúng nó mình tránh xử ra, hoặc gặp mấy thằng chó vàng ở ngoài đường thì mình, mấy thằng cảnh sát giao thông ngoài đường thì mình nhìn thì nó, thì nếu mà cảm thấy không yên tâm thì mình cứ né ra cho nhanh, đi đường khác cho nhanh, được không? Thì sẽ không bao giờ bị đánh. Và cái đấy làm sao? Rồi cái nhược điểm thứ ba. À đây, cái này hình như vừa nói rồi, chỉ khi bán hàng kém chất lượng và thất lạc, khách không nhận được thì mình mới hoàn lại tiền. Cái này thì mình đòi được lại tiền ở bên thằng cung cấp cho mình, vì đấy là lỗi do nó. Bây giờ tại sao nên làm dropshipping? Những cái khái niệm ưu điểm, nhược điểm ở trên thì mọi người đã rút ra được lý do mình nên làm dropshipping không? Ai đưa một vài lý do này? Em nghĩ là do là chắc là cái số tiền của bạn ít hơn FBA. Tức là một, hàng sẽ không bị tồn như ở FBA. Hai, thì mình có thể tìm được nhiều sản phẩm để có thể đưa lên. Ba, rất nhiều lý do đấy. Em có lý do thì biết lý do tại sao nên làm cái này chưa? Không có cái gì của anh như bạn vừa nói rồi. Ừ, này có chết nó không vỡ nợ. Đúng. Chính xác, có chết không vỡ nợ. Anh chắc là kinh doanh nhiều à? Chết đâu, nhiều cả. Rồi. Đấy thì tại sao nên làm cái môn này? Thì cái thứ nhất, lý do thứ nhất là mình không phải bỏ vốn ban đầu rồi, thậm chí là không phải bỏ vốn luôn, lợi dụng vốn ngân hàng luôn. Cái thứ hai là dung lượng thị trường nó cực kỳ lớn. Theo thống kê là bởi vì em làm Google nên em biết được là thằng Amazon có bao nhiêu người truy cập hàng tháng. Nó là 2,6 tỷ người truy cập hàng tháng, một lượng traffic quá kinh khủng. Một cái chợ quá vãi đái luôn. Cho tao anh một cái. Đấy rồi, mời em. Thì em ngồi chịu khó nghe sau nhá, video này quay lại sau. Thì mình lên cái trang này nhá, để mình, đây là một cái trang nó thống kê truy cập của các website. Xem nhá. Similar web. Đó, mình vào trang này, mình gõ Amazon, trang Amazon vào đây nhá. Này, nó đợt vừa rồi nó bị giảm xuống còn 2 chấm, tháng vừa rồi nó giảm xuống còn 2.3 tỷ người truy cập hàng tháng. Nhưng mà trung bình hàng năm nó là 2.6 tỷ người truy cập hàng tháng. Vì có những cái thời điểm cao điểm, có những thời điểm thấp điểm. Đây, có thời điểm cao điểm, có
tháng mấy đây này, nó là 2.8 tỷ lượt truy cập hàng tháng này, gần 3 tỷ kia. Thằng này nó có đo được thằng nào là buyer, thằng nào là seller? Buyer, seller có, nó biết hết, nó đo được hết. Thì với những cái lượt truy cập này ấy, một cái chợ mà đông như này thì mọi người nghĩ tiềm năng bán hàng trên đây có kinh không? Có kinh khủng không? Đấy, đấy là lý do, đấy là cái lý do thứ hai. Nó là rất là nhiều traffic. Cái lý do thứ ba là nó hợp với người mới. Cái môn dropshipping nó hợp với người mới, giúp người mới am hiểu thị trường. Đối với người mới mà nhảy vào làm FBA luôn là chết sạc tiết, như lúc nãy anh vừa nói rồi, đúng không? Anh em cứ thử nhảy vào mà xem, không tin thì cứ chiến thôi. Có thể là mất khoảng độ 70-70 triệu, 100 triệu thì coi như đấy là một bài học đi. Mình bỏ tiền ra mình đi học một khóa học đấy. Được chưa? Thì mình phải làm cái này trước để mình am hiểu thị trường, am hiểu mình có thể nhìn được, nhìn ra được cái sản phẩm nó bán được, thì lúc đó mình mới đi FBA. Cũng như kiểu là nếu mà mình nhảy vào FBA luôn, cũng như kiểu là mình chưa chuẩn bị một tí trong môi trường kinh doanh ấy, mình muốn xây dựng một doanh nghiệp, mình bán hàng mà mình chưa chuẩn bị một cái tí năng gì, kiến thức về marketing, không chuẩn bị được kỹ năng về bán hàng, không chuẩn bị được kỹ năng về quản lý và chăm sóc khách hàng thì mình chết rồi. Chưa chuẩn bị những cái gì, chưa chuẩn bị một gì mà đòi mở ra là chết. Đấy, điều chắc chắn. Thì bây giờ mình đi làm dropshipping để mình chuẩn bị những cái thứ đấy. Cái lý do thứ tư là mình giúp mình test được rất nhiều sản phẩm mà không mất đồng, không mất tiền. Nếu làm FBA, mọi người chỉ cần test một sản phẩm thôi đã là một đống tiền rồi. Nhưng mà đây mọi người test thoải mái cả nghìn sản phẩm, không mất một đồng nào. Đấy, chỉ nghìn sản phẩm, kiểu gì cũng phải có 1-2 sản phẩm mình có thể đi FBA được. Tiềm năng, phải chưa? Cái thứ năm là khi đạt đủ số lượng sản phẩm tốt thì mình sẽ có nguồn thu nhập đều đặn. Ở cuối buổi này sẽ có một cái video sâu tài khoản của một học viên, có hai học viên luôn, 2-3 học viên nhỉ? Có Hoàng Thiện đấy em. Thiện năm ngoái trung bình là lãi 18.000 đô một tháng. Tiền lãi dropship là bạn thằng cu này, em này. Thì nó học hơn 1 năm rồi. Mới nửa năm đầu nó có làm được cái gì đâu, mãi sau mới làm được. Năm cày tìm hiểu, vừa học vừa cày. Thì nó được cái tháng 11 Black Friday ấy, tháng đấy nó lãi được 48.000 đô một tháng. Một tháng nhá. Tháng rồi em. Sắp vào thì anh em mình chuẩn bị bây giờ cho đến tháng 11. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Không làm mất lỡ mất cơ hội, không làm phải nhảy sang năm sau đấy. Thằng đấy bán nhiều nhất thì tính trung bình ra nó được 18.000 một tháng năm ngoái. Thế 18.000 một tháng cũng là ngon rồi đấy. Tháng kiếm 200-300 triệu, 400 triệu là ngon. Mặc dù không... Hả? Nó là một tài khoản đó. Yên tâm là phải làm nhiều tài khoản. Đến lúc đấy cái chiến thuật đấy thì anh sẽ dạy sau. Đến cái bài tài khoản là anh sẽ dạy. Chứng bỏ nhiều giỏ. Đừng bỏ một giỏ là chết đấy. Bây giờ, trong một cái chợ, mình có gian hàng trong chợ. Nếu mà mình có một gian hàng, chẳng may mà thằng nào cho mồi nửa phát, cái đấy mình không kiểm soát được. Thế mình cháy hết gian hàng đấy thì mình chết hết à? Đúng không? Nhưng mà mình có nhiều gian hàng thì mình còn cái khác nó gỡ lại. Mình chia nhỏ ra. Bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều thứ mà mình không kiểm soát được, ngoài tầm kiểm soát của mình. Vậy thì rất nhiều người mà những cái thứ mà ngoài tầm kiểm soát của mình ấy, nhưng mà suốt ngày nghĩ đến nó, suốt ngày cằn nhằn, rồi cứ suốt ngày kiểu tỏ ra khó chịu vì cái đấy, vì cái mình không kiểm soát được. Thế thì nếu mà mình làm như vậy thì mình được có tác dụng gì? Mình càng mệt người, mình càng khổ mình, đúng không? Không kiểm soát được thì thôi, không kiểm soát thì không kiểm soát luôn. Mình chỉ tập trung làm sao tốt nhất những cái thứ mình kiểm soát được là được. Bây giờ còn mình sẽ khắc phục những cái thứ không kiểm soát được, mình sẽ khắc phục để nó giảm bớt đi thôi. Không cái gì là mình kiểm soát được hết đâu nhá. Cái lý do thứ 6 là làm dropshipping ý,
khi mình bán hàng trên Amazon thì vô hình mình được tiếp cận cực kỳ nhiều sản phẩm và biết được sản phẩm nào bán tốt để sau này có vốn và cũng như kinh nghiệm để mình tự tin mình đi FBA. FBA, mọi người nhớ khái niệm FBA là gì chưa? Ok. Rồi, cái lợi ích khi làm trên Amazon thì mọi người từ cái lý do đấy sẽ suy ra cái lợi ích khi làm trên Amazon chưa? Cái thứ nhất là dễ làm, không cần nhiều vốn. Rủi ro thì cực thấp luôn. Như anh nói đấy, chết cũng không không việc gì. Rủi ro cực thấp, phù hợp với người mới. Thời gian thu lợi nhuận và xoay vòng vốn nhanh. Cái lợi ích thứ tư là lợi nhuận nó khá cao. Anh em học trong lớp của em ấy, đừng có bán phá giá. Sản phẩm nào mình phải lãi ít nhất là 30% trở lên mình mới bán nhé. Như của em là toàn 50-100% trở lên, 150-200% em mới bán. Đấy. Thì mình ít đơn hàng đi nhưng mình lãi nhiều lên. Mình phải bán giá cao. Chứ đừng nghĩ là cứ thằng này bán giá thấp hơn. Tức là tư duy ở Việt, người Việt mình là giá thấp mới bán được hàng, nhưng mà mình phải làm ngược lại. Nhiều khi cạnh tranh giá quá. Đợt trước hồi anh mới làm, anh cứ thấy nó đao giá, anh cũng đao giá. Đao đến mức mà lãi có mấy chục nghìn một sản phẩm mà cũng bán. Xong đến lúc anh làm ngược lại, để giá tăng gấp đôi lên thì lại vẫn bán được. Vẫn bán được đúng không? Chính xác. Bây giờ Việt Nam cũng có nhiều người tâm lý như vậy lắm. Thà mua đắt còn hơn mua rẻ. Mua đắt thì có cơ hội là hàng chuẩn nhiều hơn. Còn mua rẻ thì chắc chắn là hàng đều rồi. Yên tâm một điều như vậy. Mua rau dợ, thịt cá, thứ cứ vào siêu thị mà mua. Mua ngoài chắc chắn là hàng lấy ngoài chợ về, quả cam, quả quýt chắc chắn là lấy ngoài cái chợ đầu mối Long Biên kia về rồi. Làm gì có chuyện rẻ như thế. Thà mình vào siêu thị mình mua đắt thì cơ hội mình ăn rau sạch, thực phẩm sạch sẽ là nhiều hơn. Siêu thị không hoàn toàn là sạch hẳn nhá. Nhưng siêu thị Nhật thì chắc là sạch hẳn, siêu thị Nhật nó làm nghiêng. Còn hơn là mình mua ngoài chợ. Đấy là tâm lý của người Việt mình bây giờ cũng bắt đầu có tí thay đổi đấy. Nhưng mà các bà như kiểu mẹ mình ngày xưa là vẫn còn tham rẻ, quen rồi. Và siêu thị kêu đắt này nọ. Như vợ chồng mình suốt ngày đi siêu thị mua hàng, không bao giờ mua ngoài. Ăn đồ thì gửi quê lên. Không phải nhìn giá làm gì. Bây giờ mình sinh ra mình phải có tí hưởng thụ cuộc sống rồi sướng, tội gì phải khổ. Mà muốn hưởng thụ thì bắt buộc phải kiếm tiền thôi. Nhiều người cứ nói tiền không quan trọng, nhưng mình thấy tiền quan trọng của mẹ ăn được. Mẹ, tiền không quan trọng, tình cảm quan trọng, lấy tình cảm đi mà mua hàng. Rồi đến lúc làm viện khổ sở, chui vào mấy cái viện kiểu Bạch Mai không biết, ở những cái phòng mẹ khốn nạn, hai người một giường, có người chui gầm giường. Tôi chỉ bị khổ. Và hẳn bệnh viện khách sạn nằm cho sướng, mẹ có người phục vụ từ A đến Z. Đấy, mọi người cảm nhận có sướng không? Nhưng mà muốn vậy phải có tiền. Ngày trước vợ anh đi mổ, nằm viện có 4 ngày và hết 100 triệu. Nhưng mà nó làm cho hết từ A đến Z, mình chả phải làm gì cả. Nó phục vụ mình như bố ấy. À, thì mình phải đạt được cái mức đấy mình mới cảm thấy nó sướng. Chứ đừng việc gì phải tội khổ, sinh ra mà suốt ngày mẹ mua cái nọ cái kia cứ phải nghĩ mệt khổ. Thì đấy là cái động lực để anh em phấn đấu về sau này. Về sau này ví dụ bố mẹ mình già rồi, kiểu gì chả phải bệnh tật ốm yếu, mình phải nghĩ chứ. Cho nên là phải kiếm được nhiều tiền vào, không là có lỗi đấy. Nói thật, đùa nhưng mà thật đấy. Các yếu tố để thành công với cái môn này như đã nói ấy, cái đầu tiên ấy, mà không có cái này ấy, là thất vứt luôn. Không có mục tiêu là vứt luôn. Mục tiêu nó là gì? Nó là cái đích đến. Cái đích đến thì mình đến. Mình muốn đi bằng cách nào không cần biết.
Cái quan trọng cuối cùng là mình đến được cái đích đấy. Nhanh hay chậm không cần biết, chậm thì cũng sẽ đến được đích thôi. Miễn là mình không bỏ cuộc, mình cứ đi. Đấy, thì khi có mục tiêu thì nó mới có cái động lực thúc đẩy mình làm. Còn nếu mà không có mục tiêu ấy, thì như kiểu mình đi vào rừng ấy, mình không có cái chỉ hướng ấy, chả biết đi đâu à. Đi đâu nào cũng sợ đúng không? Và như thế thì chắc chắn là sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Thì bây giờ ở đây mục tiêu anh em là gì? Kiếm tiền đúng không? Thế mục tiêu cụ thể là kiếm tiền như nào? Bao nhiêu tiền? Duy, em muốn kiếm được bao tiền tháng? Năm nghìn một tháng từ dần cuối năm, tốt, thế cũng là tốt. Thì em hoàn toàn có thể kiếm được hơn vậy, 10-15 nghìn mà nó nên kiếm được. Nhưng mà trước mắt thì cứ 5 nghìn tăng dần lên, không lại đặt mục tiêu cao quá đến lúc không đạt được lại nản. Rồi kiên trì là được, kiên trì được, chăm chỉ theo đuổi không bỏ cuộc. Và cái này thì nó phải luôn luôn tìm tòi cái cập nhật kiến thức mới nhá. Ngay cả anh cũng không thể hiểu hết được con vợ này đâu. Còn vẫn còn phải tìm hiểu nó nhiều, nó khó tính lắm. Tán để tán đổ con này khó lắm ấy. Ngay cả anh cũng phải tìm hiểu liên tục. Con vợ này nó mà trái gió trời trời, nó mà lên cơn điên thì cũng thì cũng chết. Nhưng mình phải chiều nó, tìm hiểu nó, hiểu nó và chiều nó. Rồi thì cái nữa, cái thứ năm, cái yếu tố thành công ấy, mình đi một mình thì đi nhanh, muốn đi xa ấy thì phải có team, đi cùng đồng đội. Tại sao thế? Như ngay ban đầu là anh làm một mình cứ nghĩ mình là thằng giỏi nhất rồi đấy. Mình đi mình cứ nghĩ cái này mình biết thì chúng nó không biết, mình giấu. Nhưng mà thực tế không phải vậy, những cái mình biết chưa chắc chúng nó đã không biết, thậm chí chúng nó còn biết hơn mình. Cho nên là mình nên có một sự hợp tác với mọi người. Ví dụ ngay em dạy lớp này em có cái lợi này, thế sau này mọi người làm kiểu gì mọi người có tìm ra nhiều cái mà em không biết, thế là mọi người gom lại cái mình tìm ra với nhau, thì có phải mọi người một phát đi nhanh hơn bao nhiêu không, đi xa hơn bao nhiêu không? Đấy, cho nên là anh em đừng giấu, cái môn này không ai cạnh tranh với ai cái gì đâu. Miếng bánh này nó to lắm, cả cái nước Việt Nam của mình làm nó cũng không hết. Yên tâm như vậy, nước Trung Quốc to như thế mà nó làm, Trung Quốc của nó làm hùng hậu như thế còn không hết nữa làm Việt Nam. Cho nên là anh em mình không sợ đánh nhau nhá. Có gì cứ chia sẻ nhá, đừng giấu. Giấu như mèo giấu cứt, vì ở Việt Nam hay có kiểu giấu, nhưng mà đừng giấu. Nói thật, khuyên thật là đừng giấu. Nên chia sẻ nhau, mình nên chia sẻ trước, người ta sẽ chia sẻ lại cho mình. Còn thằng nào nó không chia sẻ lại cho mình thì dần dần thôi, bỏ qua, coi như mình cho không chẳng sao cả. Mình đừng tiếc cái đấy nhá. Rồi bây giờ đi vào những cái khái niệm cơ bản. Thì các thuật ngữ, có 7 cái thuật ngữ cơ bản này. Cái thứ nhất là ASIN là gì? ASIN nó là một cái mã của sản phẩm mà Amazon nó tự sinh ra cho mình khi mình list sản phẩm lên. Mỗi sản phẩm chỉ có một ASIN duy nhất. Thì ASIN này nó nằm ở đâu? Đây, phải trong Amazon. Vào bất kỳ một sản phẩm này thì ASIN nó sẽ nằm ở đây này. Nó nằm sau cái chữ DP này. Thì đây là cái mã ASIN của nó. Một là mình dê con chuột lên URL, mình tìm mã ASIN của nó. Hoặc mình kéo xuống dưới đây, dưới cái phần mô tả này cũng thấy ASIN của nó này. Mình copy cái ASIN này, mình muốn tìm sản phẩm này, mình chỉ cần copy ASIN này và thanh công cụ tìm kiếm của Amazon, dán ASIN này lên đây và enter tìm kiếm là nó ra luôn sản phẩm đó. Đấy, sản phẩm đây này, mình dán ASIN vào mình tìm kiếm là nó ra luôn sản phẩm đó, được chưa? Thì đấy là ASIN nhá. Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào? Tìm chỗ nào nhỉ? ASIN đây anh, một ở đây này, sau chữ DP này. Hai, anh vào một sản phẩm chưa? Sau chữ DP đây này. Đấy.
Hai là anh kéo dưới này này. Đây. Kéo dưới đây, chỗ phần mô tả này. Đây. Axi nó nằm đây này. Ok chưa? Cái thuật ngữ thứ hai là bestseller rank. Nó gọi tắt là rank của sản phẩm. Rank sản phẩm nó tượng trưng cho nó cho mình biết được là sản phẩm này bán tốt hay không, bán được bao nhiêu đơn hàng tháng thì nó dựa vào cái rank. Amazon nó tự xếp hạng rank này, nếu mà sản phẩm bán được nhiều thì rank nó càng thấp, sản phẩm bán được ít thì rank nó càng cao. Đấy, thì rank nó nằm ở đâu? Mọi người vào trong sản phẩm này nhá, cũng kéo xuống cái phần này mô tả này, xong rồi dưới cái phần này thông tin sản phẩm này, kéo xuống cái phần product information ấy, thông tin sản phẩm này, thì cái rank của nó đây này chính là 759 này, đây là rank của nó. Nó dựa nó rank theo cái đơn hàng bán được hàng ngày. Theo cái loại sản phẩm đấy hay là... đúng rồi, theo cái rank này đó, trong cái danh mục này này, trong cái danh mục của sản phẩm, cái sản phẩm này nó thuộc cái danh mục là home, cái công cụ nhà bếp gì đấy đúng không? Đấy, thì cái này nó trong cái danh mục đấy. Thế là cách nào mình có thể tìm được, tức là em muốn sắp xếp cái rank này theo thứ tự từ thấp lên cao là 1, 2, 3, 4 chẳng hạn đi, thì có cách nào mình sắp xếp được không? Sắp xếp để mục đích sắp xếp để làm gì? Để em tìm được sản phẩm nào, rank ngon để bán. À, cái này thì mình dùng, mình có tool em ạ. Cái này mình có tool, chứ còn làm sao mình sắp xếp được cái gì? Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Đây cái rank. Với cái cả là riêng học cái môn này ấy, em yên tâm là mình không phải quan tâm đến cái rank đấy đâu. Rank nào mình chiến. Thậm chí anh có bao giờ bán cái rank thấp này đâu. Cái rank như thế này còn cạnh tranh có kinh khủng. Anh nhìn thấp. Mà rank thấp này bán được nhiều thì dễ dễ mà đánh nhau lắm. Đa số những sản phẩm có rank thì chích. Cũng không hẳn đâu em ạ. Đấy là em gặp toàn những sản phẩm đấy thôi. Chính xác. Em đấy là em đã gặp vấn đề ở cái là khâu tìm kiếm sản phẩm. Thì cái vấn đề đấy ai cũng gặp được. Anh biết là ở ngoài kia ai cũng gặp phải. Nhưng mà anh giải quyết được cái vấn đề đấy cho mọi người thì anh mới có cái khóa học này, được chưa? Những cái gì em hỏi anh sẽ trả lời được hết, anh giải quyết hết cho em. Đấy thì cái mình làm cái này ấy, ở ngoài kia ấy, theo tư duy của người Việt mình, ai cũng thích đâm đầu vào những cái rank thấp. Nhưng mà anh em nên có tư duy trồng cái chuối nhá. Ngược lại, mình bán toàn sản phẩm rank cao, thậm chí không có rank luôn. Hỏi một chút về cái asin là cùng là cái sản phẩm đấy, mỗi sản phẩm có một cái asin đấy. Thì em bán cái sản phẩm đấy, em vẫn là asin đấy, em vẫn là cái asin đấy, anh bán sản phẩm đấy vẫn là asin đấy. Một cái asin đấy thì có thể từ một nhà cung cấp hay là từ nhiều nhà cung cấp? Một asin đấy á, nhà cung cấp thì liên quan, thì mình thích tìm ở đâu, miễn là có nhà cung cấp sản phẩm đấy là được. Tức là khi mà mình thông qua cái Amazon này mình bán ấy, thì là nó sẽ đặt tên cho nó là một cái asin đấy. Thằng Amazon tự đặt tên thôi, nó tự sinh ra thôi. Em tưởng cái asin này là theo từng cái sản phẩm post lên nha. Đấy, đúng rồi đấy, theo từng sản phẩm post lên đấy. Theo loại sản phẩm đâu, ví dụ như em có một cái tết này chẳng hạn. Đúng rồi, nó là theo từng sản phẩm, nó như kiểu cái mã sản phẩm ấy, để mình quản lý thôi mà. Chứ không có gì cả. Mỗi một sản phẩm mình đưa lên Amazon là một asin. Mỗi sản phẩm đưa Amazon sẽ là một asin thì sao? Giống nhau đi chẳng hạn. Thì lúc nãy anh nói là có hai hình thức. Một là mình tự đưa sản phẩm của mình lên Amazon đúng không? Thì nó cũng là asin. Còn hình thức thứ hai là mình bán lại của reseller là của những thằng có asin sẵn rồi đúng không? Thì nó vẫn là asin đấy thôi. Được chưa? Thế cái asin này nó tồn tại đến khi nào? Ví dụ kiểu như kiểu anh vừa nói cái reseller ấy, thì nó là mình sẽ bán lại những cái sản phẩm của những cái người ta không bán nữa anh. Đó thì có phải là những cái sản phẩm người ta không bán nữa thì asin nó sẽ mất đi không hay là? Không, người ta không bán nữa thì asin vẫn còn nguyên. Thì asin nó mất đi khi mà cái sản phẩm đấy bị xóa. Remove khỏi Amazon. Lớp này hỏi nhiều ấy, hỏi nhiều là tốt đấy. Anh sợ nhất là lớp nào ngồi im như thông ngâm. Bởi vì ngồi im có đồng với việc là
không hiểu, hoặc là thực ra không phải không hiểu, có thể hiểu nhưng mà họ không biết đặt câu hỏi, họ có rất nhiều cái câu hỏi trong đầu họ không biết đặt câu hỏi. Thì mọi người nên đặt câu hỏi, nên tham gia và đặt câu hỏi thì nó sẽ nhớ bài hơn nhá. Anh câu hỏi là trước khi anh làm dropship cho anh mua hàng Ami thì anh có làm giá lên có thích thì mình làm giá rồi, bây giờ anh chả đâu rảnh đâu anh làm giá nữa, có nó vẫn ấy, nó vẫn ấy cho. Nếu sau này em mới làm thì em nên đàm phán nó được mà giảm giá được mà. Ừ, có được giảm có. Với cả là mình có một số cái trang để mình được giảm giá đấy. Mình gắn cái mình vào Ali qua cái trang đấy mình sẽ được giảm giá 7% mỗi đơn hàng. Tiếp đến cái thuật ngữ thứ ba là cái seller. Vậy seller là cái gì? Seller dịch sang tiếng Việt là cái gì nhỉ? Người bán đúng không? Đó. Thì người bán hàng seller mình vào lâu mình để mình biết được những seller nào đang bán. Thế này, bao giờ một sản phẩm nó cũng có chỗ này này. New 1 này, này, from này. Nhưng mà tức là sản phẩm này chỉ có một người bán thôi. Có những sản phẩm có 10 người bán thì nó sẽ ghi đây là new 10. Tìm cái sản phẩm là nhiều người bán tí. Đây này, thằng này 10 người bán luôn này. Thì mình vào đây mình xem seller đó là thằng nào nhá. Đây, đây là những thằng seller này. Đây là thằng seller bán này. Nó gọi là store của nó. Sau này anh em mình gọi cái seller người bán này này. Đây là cái store, tức là cái gian hàng của nó nhá. Thì mình nhấp vào một thằng đi. Thì nó sẽ ra những thông tin của gian hàng của thằng đấy và nhấp vào cái phần sản phẩm. Thì đây là những sản phẩm mà thằng này nó bán. Đấy, đây là tất cả những sản phẩm mà thằng này nó bán trên Amazon. Thằng này nó là thằng drop thôi. MBA không bao giờ nó được nhiều sản phẩm như này vì nó tiền núi đâu mà nó làm được. Chỉ những thằng nào tay to, quá to, quá khủng. Anh nói thế làm sao mà Amazon người ta biết được là một sản phẩm này có bao nhiêu người bán này? Tức là ý em đang muốn hỏi là tức mà có người mua ấy thì nó tính cho người nào đúng không? Không, ý em không phải là người mua tính cho người nào mà. Ví dụ kiểu em đang tìm một cái sản phẩm Tết này chẳng hạn. Tại vì là nó có rất là nhiều loại Tết và rất là nhiều cái tiêu đề khác nhau đúng không? Đúng rồi, chính xác. Thế thì tại sao một cái loại Tết này thì chỉ có một người bán mà những cái loại Tết kia thì Amazon nó có thể tìm ra được những cái thằng nào mà cái Tết nó giống như thế này? Bởi vì là bây giờ đây có hiện tại có một người bán đúng không? Vâng. Em thích thì em nhảy vào đây bán thì nó sẽ hiện lên 2 thôi. Nhưng mà cái này là nó sẽ tính theo cùng một ASIN à? Tính một ASIN. Tức là 10 người bán cùng một ASIN. Vẫn một ASIN đấy, đúng rồi. Tức là 10 người bán một ASIN, phải chưa? Vậy thì chứng tỏ là sẽ chỉ có một thằng FBA thì đúng không? Một thằng thì chưa chắc đã phải nó là FBA. Đúng là thằng này FBA thật. Hoặc là thằng này nó đăng ký checkmark rồi hay thương hiệu rồi nên là không ông nào dám nhảy vào bán, em hiểu không? Đấy, thì chỉ có một thằng bán. Vậy thì cái ASIN kia là chỉ áp dụng với FBA hay là dropship thì mình cũng phải trên cái ASIN này không? ASIN áp dụng cái mã ASIN ấy, cái mã ASIN ấy, đúng không? Một sản phẩm có một cái mã ASIN đúng không? Đúng rồi. Thì drop khi mà mình áp một cái sản phẩm lên Amazon ấy, thì mình cũng phải thêm một cái mã ASIN của mình vào. Mình không phải thêm Amazon tự sinh ra. Khi mình up sản phẩm của mình lên Amazon thì mình đã phải mua một cái mã, nó gọi là cái mã UPC để đến cái UPC này thì anh nói đấy, cái UPC đấy thì mình phải mua nó rẻ thôi. Có anh mua có 2-3 đô được tầm 1000 UPC đấy. Thì đấy là seller nhá, các seller bán mình sau này mình gọi là store của nó, tên store của nó. Cái thuật ngữ thứ 5 là cái supplier. Đó. Như ông lại nói là supplier là gì? Là nhà cung cấp đúng không? Cung cấp hàng cho mình. Tức là cái thằng Ali đấy. Ali đấy. Nó là nhà cung cấp hàng cho mình. Thì mình vào đâu để mình xem là thằng supplier của mình là thằng nào nhá.
Đây thằng sắp, khi mà mình tìm một sản phẩm, được một sản phẩm thì thằng supplier của mình nó là thằng này này. Store của nó đây này. Đấy. Và gian hàng của nó trên Ali này. Đây là thằng sắp, thông tin thằng sắp của mình. Và mình vào đây mình sẽ biết được các thông số, chỉ số của nó. Cái thứ nhất là hàng có đúng mô tả hay không này. Rồi giao tiếp với khách hàng như thế nào này. Có giao tiếp nhiều khi nhiều thằng giao tiếp của chuối, giao tiếp chậm, mình nhắn tin nó không trả lời lại thì mình có thể đánh giá cho nó điểm thấp, cho nó out luôn. Rồi là cái tốc độ vận chuyển hàng hóa của nó này, nhanh hay không, hay nhanh hay chậm này. Đấy. Có hết. Vào đây mình sẽ tìm những thằng thông tin thằng supplier nó ok là mình bán. Thế thôi, thì mới đầu thì cứ nói qua supplier là thằng nào đã nhá. Thế mình muốn mua trên supplier, muốn mua trên Ali này phải đăng ký trên AliExpress không chứ? Vâng, đúng rồi, đăng ký cái đấy thì dễ rồi. Anh nhấp vào bài nào một tí thôi. Rồi cái tiếp theo là cái feedback. Cái thứ 6 là cái feedback này. Feedback là gì? Là phản hồi của khách hàng cho người mua nhá. Phản hồi khách hàng cho người mua nhá. Thì feedback đấy nó nằm ở đâu? Khách hàng cho người mua. Ừ, ok. Cho người bán. Nhờ, phản hồi của khách hàng cho người bán. Cho người bán hàng. Đây, người bán hàng đây là thằng này đúng không? Đấy, người bán hàng của người bán sản phẩm này là thằng này. Thì nó hiện tại có 6.300 ui một kính. 80 feedback, thằng này thì khủng rồi. Đấy, thì đây là những feedback của nó đây này. Có thằng cho nó 1 sao, có thằng 2 sao, có thằng 5 sao đây. Đấy. Đây là feedback cho người bán, của người mua cho người bán. Thế thì tại sao em nhấn mạnh cái feedback cho người bán? Bởi vì để mọi người rất hay nhầm cái feedback và cái review. Review là cái review cho sản phẩm. Còn feedback là feedback cho người bán. Đấy. Cái review cho sản phẩm thì nó cũng có sao, nó cũng 5 sao như những thằng này. Được chưa? Nó cũng sao nên mọi người rất hay nhầm. Thì đây, đây chính là cái review cho sản phẩm này. 552 review này. Ok chưa? Mọi người hình dung ra. Nó hiển cái sao trực tiếp đấy, nghĩa là tính trung bình hả? Đâu ạ? Ví dụ hiện tại là 4 sao. Đúng rồi, nó tính trung bình. Tính trung bình. Thì đấy, đây là của sản phẩm nhá. Còn đây là của người bán nhá. Ok chưa? Thì hai cái nó khác nhau nhá. Tiếp là cái buy bot. Bọn này bên Tây là bọn này mua nó có tâm lý đám đông, ví dụ nhiều người review tốt thì nó tất nhiên rồi. Nó kỹ lắm. Đi nhỏ kỹ lắm. Nó có check cái thằng nào đánh giá uy tín nữa không? Không. Có luôn. Không nhiều thằng nó cũng không đâu. Cái check uy tín thì em thấy nó cũng không nhiều lắm. Nó vào hành vi của nó vào là nó sẽ mua luôn. Ăn tất cả luôn. Thì cái buybot này, buybot chính là cái buybot nó là cái gì? Nó chính là cái nút đây này. Khi mà khách hàng vào cái trang chi tiết sản phẩm, người ta mua hàng người ta sẽ nhấp vào nút add to cart. Được chưa? Vậy thì đây có 10 thằng bán mà khách hàng nhấp vào add to cart thì Amazon nó tính cho thằng nào? Đang thị đầu á? Nó đang nằm ở đây đúng không? Đại ý là nó được nhảy lên đây. Đấy. Thì cái đấy là, cái này nó là gọi là hộp mua, đây là buy bot đấy. Thằng nào chiếm được buy bot thì 90% bán được hàng, 90%. Ví dụ 100 người mua hàng thì trong đó có 90 thằng mua thằng này. Còn lại 10 thằng mua một trong những thằng ở trong này. Ở trong này tức là nó phải nhấp tận vào bên trong. Xong nó nhìn thằng nào thì nó add to cart của thằng đấy. Được chưa? Nhưng mà bây giờ khách hàng sử dụng smartphone nhiều. Khi mà bọn em thử lên một sản phẩm trong cái điện thoại ấy, nó hiện mỗi add to cart to tướng ở đấy luôn. Thường chúng nó add to cart luôn.
Đấy. Còn 10% còn lại là mới lên Amazon này, nó nhảy vào xem 10 thằng bán là những thằng nào. Thế thằng này thấy thằng nào có thể thấy thằng nào giá rẻ nó mua, hoặc thằng nào có vẻ uy tín thì nó mua hay gì đấy. Được chưa? 3 tháng đầu mình không ăn được cái bot này đâu. Thì sau 3 tháng nó phải có đủ thời gian và doanh số của mình nó cũng phải, nó phải có doanh số không cần nhiều. Nó xếp loại theo cái gì? Nó xếp loại theo rất nhiều yếu tố khác nhau để mình được lên bot. Có những yếu tố mình kiểm soát được, có những yếu tố mình không kiểm soát được. Yếu tố mình kiểm soát được như kiểu là giá cả này, giá cũng là một phần để lên bot này. Yếu tố kiểm soát được thứ hai là thời gian shipping này, thời gian ship hàng này. Yếu tố nhiều yếu tố nữa là ở trong cái sức khỏe tài khoản, đến lúc học đến cái đấy nói sao đấy. Thì có nhiều yếu tố mình không kiểm soát được, thì không kiểm soát được thì làm sao mình giải quyết được cái đấy, đúng không? Ok, thì làm sao mà mình tồn tại được trong vòng 3 tháng nếu mà không có sale? Có sale thì vì mình không nằm phía top buy box đấy, 10% thôi, thì top 10% thì đến bao giờ mới lượt mình. Thế đúng rồi, câu hỏi đấy cũng hay, nhưng mà cứ lít thì sẽ biết. Nó không như mình nghĩ đâu, theo lý thuyết thì nó là như vậy đấy. Chắc nhờ vài người lên mua hộ. Ừ, cũng được, cũng được, đấy là một cái. Bình thường cái buy box này nó chỉ hiển thị khi mà mình vào cái sản phẩm nhất định, khi mà mình đã và chi tiết trong sản phẩm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Thế thì chứng tỏ là lúc cái khách hàng người ta đã vào cái sản phẩm đó rồi thì lúc nào nó sẽ hiển thị cái buy box của chính thằng đấy chứ, của chính cái thằng ăn cái buy box này. Vâng, đúng rồi. À, tức là nhưng mà có 10% khách hàng sẽ nhấp vào đây để xem tất cả những thằng bán, được chưa? Vâng, hiểu rồi. À. Đấy, thì khi nó vào đây thì nó sẽ có nhiều thằng để so sánh, nó chọn mua thằng nào là quyền của nó. Nó không ấn vào nút add to cart ở đây nữa, được chưa? Đấy. Thế, ví dụ như mình sau 3 tháng thì những thằng kia nó phải đạt phải sau hàng mấy năm rồi thì làm sao mà mình chiếm được buy box của hắn? Thế là cái đấy nó phụ thuộc vào mình, tài khoản của mình có khỏe hay không. Tài khoản khỏe nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Có rất nhiều yếu tố mình không kiểm soát được. Nhưng mà mình có thể kiểm soát được khoảng độ bao nhiêu phần trăm đấy. Tức là cái yếu tố còn lại ấy, là nó phụ thuộc vào khách hàng có đánh giá mình xấu hay không này. Khách hàng có kêu ca phàn nàn refund return nhiều hay không này. Đấy, nó dựa vào tất cả các yếu tố đấy, nó gọi chung lại là một cái là sức khỏe tài khoản. Đấy, thì bây giờ vậy thì các yếu tố đấy là nó phụ thuộc khách hàng đúng không? Thế thì bây giờ làm sao mình phải chăm sóc khách hàng thì tốt nhất? Thì mình sẽ làm bài bot. Thì cái chăm sóc khách hàng thì mình lại kiểm soát được. Ok chưa? Chỉ có như thế thôi, chỉ cách đấy thôi. Sale. Phải được. Đây này, mình phải kiểm soát được các chỉ số trong đây này. Sau này sẽ học cái này sau này. Kiểm soát được cái chỉ số trong đây thì mình chiến được bài bot. Cái tài khoản này đang bị nó A to Z. Đấy, tạm thời các thuật ngữ dừng video này. Buổi sáng nay cho nó hết cái phần lý thuyết này đi. Thuật ngữ cơ bản xong rồi nhá. Tiếp đến là cái phần nói rõ hơn về cái phần dropshipping reseller là gì. Nói lại cái dropshipping reseller nhá. Nó là hình thức bán hàng trên Amazon và bán những sản phẩm không do mình tạo ra. Mọi người nhớ chưa? Reseller là không do mình tạo ra. Còn dropshipping private là hình thức bán hàng trên Amazon mà chúng ta là người tạo ra sản phẩm đấy và tự đặt tên thương hiệu cho sản phẩm đấy. Thương hiệu cho sản phẩm đấy nó gọi là brand. Brand đây này, mỗi sản phẩm nó đều có một brand khác nhau. Đây này, mình có thể đặt được cái này. Còn nếu mình reseller mình không đặt được cái này đâu. Đấy chưa? Đấy, và mình tự đặt thương hiệu cho sản phẩm. Khi nhìn vào thằng này sao mình biết được FBA fulfillment hay là
nó sẽ ghi FBA full VMware này. Đây này, anh nhìn đây nhá. Show by Amazon. Đây là thằng Amazon bán này. Sản phẩm này của Amazon bán này. Còn full file, full VMware by Amazon ấy thì đây này, anh vào trong này này. Thấy chữ full VMware chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ mình đi vào cái phần so sánh giữa hai hình thức này để cho nó rõ hơn, hiểu sâu hơn nữa và nhớ bài luôn, cứ nói đi nói lại cả buổi sáng này là sẽ nhớ. So sánh, bây giờ mình đi vào phần so sánh hai hình thức bán hàng dropshipping này nhá. Đầu tiên là dropPL, private label đấy, thì cái ưu điểm của nó là xây dựng được cái thương hiệu riêng mang tên của mình, bởi vì sản phẩm này mình tự đưa lên mà, mình là thằng chủ, mình là chính chủ, thì mình sẽ xây dựng được cái thương hiệu mang tên của mình, à, tên của mình như lúc nãy đây này, mình tự đặt được cái tên này, nó gọi là brand name. Mọi người thêm cái thuật ngữ brand name vào đây. Này. Ok. Đấy, cái ưu điểm thứ hai của thằng dropPL này. Cái ưu điểm thứ hai của thằng dropPL này là mình có thể chủ động chỉnh sửa được cái listing theo ý muốn của mình. Listing ở đây là gì? Nó là cái listing, nó chính là cái các thông tin ở trên sản phẩm này. Thì cái hình thức này mình có thể chỉnh sửa được hết các thông tin trên sản phẩm này, hình ảnh, từ hình ảnh, tiêu đề, rồi bullet point, đây gọi là bullet point này, mấy cái tính năng của sản phẩm và thông tin mô tả của sản phẩm mình thay đổi được hết nhá. Còn nếu mà mình làm reseller ấy thì mình không thay đổi được, cả giá cả các thứ theo thị trường của, do mình đặt, mình có thể tự, cái ưu điểm này là mình tự định giá được, tự thêm logo bao bì cho sản phẩm cũng được. Cái nhược điểm của cái thằng drop private label đấy, nó rất, khi mà mình đưa sản phẩm lên, nó như kiểu mình đưa sản phẩm lên website ấy, nó mất thời gian lắm, rất mất thời gian luôn. Thời gian đưa sản phẩm lên rồi tối ưu hóa hình ảnh, tiêu đề, bullet point các thứ vân 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 vân. Mà để sao cho, mình phải tối ưu những cái đấy để cho tỷ lệ tuyển đổi nó cao nhất và sản phẩm nó tiếp cận được cái khách hàng. Mình phải làm SEO Amazon nữa. SEO tức là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, đúng không? Thì SEO ở đây, SEO Amazon là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Amazon. Đấy, làm sao để khi mà khách xuất từ khóa, cái sản phẩm của mình nó xuất hiện trên cái trang 1 của Amazon thì nó gọi là SEO Amazon, thì cái này mình phải mất công làm SEO. Nhưng mà sẽ có cách cho mọi người, sẽ có chiến thuật cho mọi người là không phải làm SEO sủng gì, mình cần tối ưu những cái này là ok. Cái nhược điểm thứ hai là nó mất thời gian và chi phí, có thể mất thêm chi phí đẩy keyword lên top. Nếu mà ai có tài chính thì làm cái này, không thì thôi cũng được, không sao cả. Sẽ có. Rồi cái đến cái phần drop reseller này, cái ưu điểm của nó là mình không phải làm SEO. Drop reseller là mình bán lại sản phẩm mà đã có sẵn rồi, đúng không? Thì mình phải biết được sản phẩm này nó đã bán được hay chưa. Thì mình chỉ cần nhìn vào rank, nó có rank nó đã bán được rồi. Đấy, thì mình cứ lead thôi, không phải làm marketing, không phải làm gì cả, lead là lead thôi. Sản phẩm lên top sẵn rồi. Cái nhược điểm của sản phẩm này ấy, thì đây là cái sản phẩm của người khác nên mình không chỉnh sửa listing, không chỉnh sửa được cái thông tin của sản phẩm, chỉ có thằng chủ Asin nó mới sửa được. Cái nhược điểm thứ hai là có những cái sản phẩm ấy mình phải xin quyền bán, những sản phẩm là nó dính checkmark brand thì mình sẽ không được bán. Nhưng mà thôi, mình không phải xin thì mất công, mình chỉ bán sản phẩm không dính checkmark hay brand thôi, hoặc là pattern thôi. Pattern là cái lĩnh vực gì? Pattern ý, nó là cái sở hữu trí tuệ. Sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ của một người nào đó, một cá nhân hay tập thể nào đó chế tạo ra nó. Nó có giúp, nó giải giúp mình giải quyết được cái vấn đề gì gì đó. Đấy, ở trong cũng. Cái reseller này, mình bán lại của cái người drop. Đúng, đúng rồi. Bán lại của người drop. Có thể bán lại của người drop, có thể bán lại của người FBA cũng được. Nhưng mà người ta không bán nữa thì coi như nó là trở thành drop rồi. Vâng, vâng. Đúng không? Vậy, vâng. Nhưng mà có nghĩa là thế mình cũng không phải xin
xin phép cái người. Đúng rồi, nếu nó không dính patent, không dính checkmark, không dính brand, mình có quyền bán lại như thế à? Ừ, đúng rồi. Cái đấy là luật của Amazon mà. Chứ nhiều ông không biết gì cứ bảo hỏi mẹ mình là cái thằng hijack là đi ăn cướp của người khác. Đây mình đâu có cướp của người khác. Cái sản phẩm không còn ai bán nữa mà mình có hàng mình bán. Là con đem lại giá trị cho khách hàng chứ. Đúng không? Còn những cái sản phẩm mà ông chưa đăng ký thương hiệu brand thì thằng Amazon vẫn cho quyền người khác vào bán, vì ông có phải là chủ của cái thương hiệu đấy đâu. Đúng không? Không, ông không phải là chủ của thương hiệu đấy, ông chỉ là cái chủ của cái ASIN đấy thôi. Thì những người khác vẫn được quyền bán. Ok chưa? Cho nên là đừng có nói là hijack. Hijack là sai nha. Hay quy anh trình nghĩ là vậy, bởi vì là thằng Amazon nó không muốn mở cùng một cái tài cái product đấy mà lại thêm một cái ASIN khác nữa làm khó quản lý hơn, cho nên nó nghĩa là cho nhiều người bán cùng một cái ASIN để quản lý này. Cũng có thể, nhưng em không hiểu sao đấy là luật là Amazon thôi. Thì mình nắm được luật thì mình sẽ đi đúng, mình sẽ làm đúng. Không nắm được luật thì mình chết. Đây cái quy trình làm dropshipping này. Đầu tiên là mình phải đăng ký tài khoản này. Nó có 5 bước thôi. Bước thứ nhất là mình phải đăng ký tài khoản. Bước thứ hai là sau khi có tài khoản rồi thì mình đi tìm hàng và nguồn hàng. Tìm hàng và tìm nguồn hàng. Thì ở đây nó sẽ có mấy cái tip để tìm hàng và tìm được nguồn hàng để bán. Bán được và an toàn cho sản phẩm, cho tài khoản. Khi mà có nguồn hàng và hàng rồi, có sản phẩm mình định bán rồi thì mình list hàng lên, mình tạo ra hàng trên Amazon, mình đưa sản phẩm lên Amazon. Rồi sau đó đến đưa sản phẩm vào Amazon thì bây giờ mình ngồi mình chờ nó nổ đơn thôi. Nó nổ đơn thì sau đó mình sẽ xử lý đơn hàng. Chuyển sang bước thứ tư là xử lý đơn hàng. Xử lý đơn hàng ở đây bao gồm những việc gì? Là mình lên trang nguồn, mình mua hàng, mình ship đến địa chỉ cho khách. Khách đặt mình mà nó sẽ gửi địa chỉ, thông tin của nó cho mình. Mình ship cho khách. Xong, cái sau đến bước cuối cùng là mình chăm sóc khách hàng, trả lời những câu hỏi của khách hàng, phản hồi của khách hàng. Ok, vậy là xong những cái tổng quát về bán hàng trên Amazon. Buổi chiều mình sẽ đi vào đăng ký tài khoản. Bây giờ anh em sẽ đăng ký tài khoản Pioneer trước nhá. Ai còn chưa có Pioneer thì ném đây. Anh đăng ký. Anh đăng ký ở trên máy của anh để anh quay lại màn hình luôn cho mọi người. Còn của em thì em nhìn anh đăng ký, em đăng ký theo nhá.